Đấy là cái món bánh gỏi rất đặc trưng của huyện Kỳ Sơn. Khi du khách về với Kỳ Sơn thì ta có thể ăn sáng với cái món bánh gỏi tuyệt vời này, rất là ngon. Và mời mọi người ăn bánh gỏi nhé. Đơn giản, bánh được gỏi nó một cái lá dong. Ở trường cây Kỳ Sơn thì dùng cái thìa bằng nhôm rất là hay. Bánh gỏi này thì chan nước mắm vào trực tiếp trên bánh như thế này. Tùy người ăn mặn ăn nhạt có thể ăn nhiều hay ít. Chất liệu của bánh này làm từ bột nếp và nó có nhân gồm có mộc nhĩ, thịt lợn, hành hoa và nếp, rất là ngon. Thì mọi người về Kỳ Sơn đi, nhiều cái đặc sản rau củ quả của người Mông, rồi nhiều cái món ăn đặc sản ngon lành của người Thái, thì cũng đừng quên cái món bánh đúc rất ngon lành nha.